Giá thép hôm nay 11 tháng 9, tiếp đà tăng nhẹ. Giá thép Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay trên sàn giao dịch Thượng Hải. Giá quặng sắt trên sàn giao dịch Đại Liên cũng duy trì đà phục hồi. Giá thép tại miền Bắc. Theo Steelon.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.740 đồng 1 kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 dừng ở mức 13.580 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.890 đồng 1 kg. Thép Việt Sinh, với thép cuộn CB240 có giá 13.700 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có mức giá 14.010 đồng 1 kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.750 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Trung. Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 14.290 đồng 1 kg. Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.960 đồng 1 kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.280 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 14.480 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam. Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.840 đồng 1 kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.600 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 13.700 đồng 1 kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.080 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10 CB300 có giá 14.380 đồng 1 kg.